Hội chợ là nơi quy tụ hơn 400 sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao đến từ khắp 63 tỉnh thành, nhằm xúc tiến thương mại và giới thiệu sâu rộng tới người dân về hệ thống nông sản an toàn, sạch được nhà nước công nhận.